Chính phủ Nga có tiếp xúc với các thành viên thuộc toán chính trị của Tổng thống tân cử Donald Trump trong chiến dịch bầu cử Tổng thống Mỹ và biết hầu hết những người thân cận của ông Trump. Một trong những nhà ngoại giao cao cấp nhất của Nga tiết lộ với thông tấn xã Interfax ngày 10 tháng 11, bị bà Hillary Clinton của Đảng Dân Chủ cáo buộc là con rối của Tổng thống Vladimir Putin. Sau khi ông Trump ca ngợi nhà lãnh đạo Nga, ông Trump đã bác bỏ những ý kiến cho rằng ông có dính líu với chính phủ Nga trong chiến dịch tranh cử. Tuy nhiên, trong phát biểu có thể gây khó khăn về chính trị cho ông Trump, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov xác nhận thực ra đã có một vài sự liên lạc giao tiếp giữa đôi bên. Ông nói thêm những sự liên lạc tiếp xúc ấy sẽ tiếp tục và rằng chính phủ Nga biết và đã tiếp xúc với nhiều đồng minh thân cận nhất của ông Trump, dù không nêu tên cụ thể. Quan chức ngoại giao Nga cho biết Moscow đã bắt đầu xem xét cách thức thiết lập những kênh thông tin chính thức để liên lạc với chính quyền Trump. Một nữ phát ngôn viên của ông Trump không đáp ứng các yêu cầu bình luận tức thời về tin này.